Đức Phật đã nói trong con người ta có 12 bệnh. Bệnh căn sâu nặng không được thấy Phật, A Nan hỏi Phật đó là bệnh gì? Đức Phật trả lời không kính cha mẹ, đó là một bệnh. Ngu si tạo tác đó là hai bệnh, gian xảo điêu hoa đó là ba bệnh. Lời nói hại người đó là bốn bệnh, hay tìm lỗi người là bệnh thứ năm. Căn bệnh thứ sáu giết hại chúng sinh, không biết hổ thẹn đó là bảy bệnh. Ham mê sắc dục là bệnh thứ tám, kiêu ngạo khinh người đó là chín bệnh. Phạm tội không hối là bệnh thứ mười, khen mình chế người là bệnh thứ mười một. Không biết lợi hại là bệnh mười hai. A Nan lại hỏi: những bệnh như thế chữa bằng cách nào? Đức Phật trả lời: dùng thuốc đúng bệnh sẽ được thuyên giảm. Từ bi hỷ xả khiêm tôn nhung nhường, tan thánh đại thừa nói lời hiền diệu. Có lỗi lo đổi thương người nghèo khó, kính người già ca. Người ta chê mình không giận không tức, khen ngợi người khác nguyện độ chúng sanh. Có oan phải dạy kính trên nhường dưới, đó là phương thuốc trị những bệnh trên vậy. A Nan lại hỏi: những thứ thuốc đó tìm được ở đâu? Đức Phật trả lời: ở núi Tu Di. A Nan lại hỏi: Tu Di là gì? Đức Phật trả lời: là thân người vậy, hết thảy chúng sanh đều có sáu nạn. Một là thân người khó được, hai là thân người khó đủ, ba là thiện tâm khó phát, bốn là chánh pháp khó nghe, năm là Trung Quốc khó sanh, sáu là đạo tràng khó gặp. Phật nói kể rằng gia sư tạo nghiệp trong trăm nghìn kiếp, nghiệp cũng không mất đến khi nhân duyên hòa hợp đầy đủ, thì người gây nghiệp phải chịu quả bao. Nét mặt tươi vui đó là cúng dường, miệng không nói dối đó là diệu hương. Lòng không sân hận đó là tịnh độ, ý không nóng nại đó là đạo tràng. Làm người học đạo mà không biết nhân, suốt ngày bận biểu ham đắm sắc trần, chỉ biết lấy nước lau rửa mặt mình mà không lấy thiện gội rửa lòng mình. Thôi làm mọi điều ác đó là nhân tịnh độ, dù trí hay ngu đều cần trước nhất là bỏ tham sân. Nếu có người nào được nghe pháp này, lòng tin bền chặt tinh tấn tu trì, thường làm hạnh lành được vui niết bàn,